Thẳng thắn chơi người Hà Nội bạc bẽo, TikToker bị chỉ trích ăn nói xả lơ. Một nữ TikToker mới đây đã lên một chiếc clip than thở người Hà Nội bạc bẽo chỉ vì một lần đi ăn bún chả gặp phải trải nghiệm không vui. Cô chia sẻ mình đã từng ăn bún chả tại đây rất nhiều lần. Mỗi lần thường sẽ ngồi đúng quán, nhưng hôm ấy do quán đông khách nên cô chỉ được ngồi vào bên trong. Nói qua một chút về quán bún chả này nằm ở ngang con ngõ nhỏ, trong đó có vài nhà, mỗi nhà bán một thứ khác nhau. Ví dụ như nhà này bán bún chả, nhà bên cạnh bán nem, nhà bên trong bán nước. Khi chỉ được ngồi tại quán nước, cô được bà chủ mời order nước, nhưng vì sau khi ăn xong sẽ uống cà phê nên đã từ chối lời mời. Lập tức sau đó chủ quán nói nếu không order thì ra ngoài ngồi. Điều này đã khiến cô gái của chúng ta khó chịu, đành phải order một chai nước để có chỗ ngồi. Trong video của mình, nữ TikToker hậm hực khẳng định người Hà Nội bạc bẽo, rất buồn cho Hà Nội. Rồi thì mong cho nhiều người chia sẻ những điều xấu xa tại Hà Nội để có những thông tin đến tai nhà nước và dẹp mô hình kinh doanh kiểu này. Mặc dù khẳng định mình rất yêu Hà Nội, thế nhưng trước những phát ngôn của cô gái, nhiều người cho rằng cô cần phải tìm hiểu thêm về mối quan hệ cộng sinh và học cách bớt vơ đũa cả nắm khi phát biểu.